ơi. Rồi. Thôi 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 còn gì nói nữa. Tới chỗ cả nhà ơi, đem đi đục hào nha. Hai cái cống, một cống ở đây, một cống bên kia. Bây giờ mẹ đang điện xin để mình đục hào nha. Phải xin ta trước. Mẹ có điện trước rồi, mà giờ tới phải xin ta cái mình mới vô đục được nha. Về nhà nấu một nồi cháo. Hết ý luôn. Rồi. Xin chủ mày rồi. Mày đâu làm ngang đâu rồi, xin chủ mày rồi mà sao mà mày sủa hoài à? Hết biết luôn hả? Mập cái kìa trời. Cả nhà xem một cục này nè. Trời ơi, cái nè. Nguyên cục luôn. Chúng nó chặt nguyên cục này luôn. Ngày cho ông kêu được bự vậy. Ừ. Hào bự không à. Rất hào bự luôn. Nó khẽ khẽ cũng ra nữa đó bạn. Nè. Trời ơi con. Bự ra nó cũng à, nhưng mà của người ta mình đang xin nó cho là mình mới được được đồ thôi. Khẽ nó đeo chị, khẽ có mấy cái nó rụng ra nó đeo nè. Chỗ này có một cục này nè, khẽ khẽ có nó rụng ra. Mình làm gì mình có phải xin người ta đúng không? Đèo. Ừ, quen người xin. Người ta cho. Cốt lắm mới cho. Ừ. Cốt lắm mới cho, không cốt là không có cho. Ai xin thì cho đâu. Mẹ mà đục mấy con bự bự thôi. Một tay vẫn đục được luôn mới ghê chứ. Đó, thấy chưa? Cho em nguyên cục hết à, đụm lên nè. Này mà được hết cậu mấy trăm ký nha. Cứ lụm luôn em ơi. Con cháu mà bỏ uổng. Ừ. Dạ mấy con mà ra đến bự bự đeo. Nè, con dê dê ra kìa bự bự ra. Thank you.
con ve ra ngoài đó, đập bập gớp nghe nó dưới. Ừ, con nhà hào này dễ đục ghê tay. Hào này chắc cũng lâu dữ ha, đều lâu lắm. Hồi em còn đặt bún lên cái gì không, nhưng mà cái này mà em không đục là tới cái mùa nào nó sẽ hạ hậu mà nước ngọt hết chết. À, nước ngọt 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 là nó chết. Tương này là sống rồi. Tụi em đặt bún rồi chứ. Trời, chưa bao giờ thấy cái cống nào mà hào dễ được như cống này ta. Dê dê ra. Khẹn cái nó gớt, khẹn cái nó gớt. Này của ta mình phải điện sinh cái nhà này. Chứ mình không có lấy đại, mình không có đi đục đại của ta đâu. Này mình để dành á. Như để dành nhà ta có đám tiệc vậy đúng không? Được rồi, tại ham đục gì chứ. Ừ. Cái thằng đục lần mơ móng tao cho luôn ạ. Tiêu ạ. Đủ ăn. Rồi. Đốt đâu không? Được rồi. Nãy giờ đục khoảng 10 phút kìa. Một giỏ luôn. Xin đủ nồi cháo, đủ nồi cháo rồi cả nhà. Phải ta bán thì mình mua. Giờ người ta không bán mà ta cho à. Để gì ta bán. Bán tiệc rồi cái gì bán tiệc. Ừ. Quá trời. Tấm chỗ này là bữa hình với Nghĩa thấy nè. Ê, xem hào nè. Hào này thì nó chết rồi nè. Cho nên nó dính ở trên này thiệt. Nhưng mà nó không có cái vỏ nó há họng rồi. Thấy hàm không? Đó, nó dè dè ra vậy là mấy con bự bự. Quá trời luôn. Bên này mới có mặt hả? Mặt bên trong này nữa nè. Ôi trời ơi. Nhưng mà bên đó sâu lắm. Vợ lú của Nghĩa chơi à. Vô mánh hả? Giờ ngồi trên cái cây cả nhà ơi. Đó, đây có cái cây im lắm. Giờ ngồi trên cái cây này nè để chờ em Nghĩa với em Út Đèo đi kiếm em Nghĩa rồi. Giờ hàng kiếm cái cây hàng ngồi. Ngồi đây đợi, quá trời xinh bùng. Quá trời cả nhà ơi. Hết biết mình mẩy, dòm hết ra luôn. Ngồi đây hồi đừng nói ông bà, ông lại ông quýnh con cháu nữa nha. Ông bà con cháu xin ngồi một chút nha ông bà ơi. Giờ mình lội xinh chơi. Kiếm con gì rồi. Ừ, cái nhà xem hào nè. Đó, hào này là hào sữa nè. Hào này là hào sữa nha, nó bự, nó nhỏ nhỏ nè. Đó, hào. Đây. Nhóc. Này mình đục dưới sông cũng có. Ừ. Con tôm thích nhỏ xíu mà nó bún cắt cắt nay đi dọc sình nay đi về hào ở hào cái nè
Nó dính, nó ăn cái bộ cây nè. Mình lấy nó lên. Bắp lá, hầu của bắp lá nè. Đây nữa. Nguyên cục luôn. Dính vô cây mục á. Còn trong bắp lá. Đầy hết chứ. Đây hào nữa nè. Đó. Ơi ơi. Dễ ăn không? Nhóc nè. Nguyên cục ra luôn. Giờ này quyền của Nghĩa nó đi dây. Là đi. Nó ở lại. Ở lại. Tao dám chống với nó. Tao dám chống với nó. Lên. Lên. Tui mới đi bộ về đi. Biết đường. Vô tới đây hết biết đường đi về rồi. Kìa tôm kìa. Trời ơi. Ui 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 ui. Tôm kìa. Hả? Nghe nó cần của mẹ, của con. Hả mà của mẹ ngon hơn. Của mẹ càng tốt. Trời ơi, con mắt khiếp bự kìa, hào kìa. Bỏng luôn hả? Sao nhiều sống vậy? Ủa cái này gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, vô mánh rồi. Cả nhà ơi, Nghĩa nó vô mánh rồi. Chết nhỏ ơi. Ta sổ kìa. Không có gì luôn. Tụi con tôm thẻ. Đục luôn. Vợ cháu vợ gã sạch không để đi theo nó giữa chuồng nó chống rồi. Không còn một đứa. Vậy chứ giờ nó muốn nó có chồng thì cho nó có chồng chứ thôi vợ đều. Thì là mấy đứa hai đứa theo nó chống nó xuống. Đứa mà bỏ đi vô nữa rồi. Đường đứa xe cua bỏ đi luôn. Xong luôn rồi. Ơi ốc đắng kìa. Tèo. Bữa nào đi bắt ốc đắng cơ, trong đây ốc đắng nhiều ghê nè. Quay đổ lú mà đi quay chạy xuồng chơi vậy. Chơi cho nãy ở hàng dưới vô trong kia đục hào á thì nhớ chạy vô trong kia đổ lú rồi. Đây mình ra đây mình đổ thêm ít nữa. Còn ít cái lú nữa. Mẹ đặt là không hiểu nổi. Trời ơi, ta phải dương đông kích tay vậy chưa biết hả? Nghĩa nó nói trong lú trong đập của mình còn chưa chắc nữa kìa, đúng không Nghĩa? Ủa hồ chị đập mày xong bữa có bữa không. Ừ.
có độ quả nè. Là khía nó mẹ đó cá không. Chân không là gì? Xả nước của ta nuôi tôm hả? Nuôi tôm công nghiệp. Chưa tới nhà cốt đâu, ra tới cây cầu kia mới tới nhà cốt của đèo. Không ai cứu nổi. Lâu lâu thì ta mới thất một lần mà gên cái gì mà gên đúng không? Thất một lần thì cũng có sao đâu. Không nhầm gì. Cũng có ăn không sao, nhầm gì. Cá bóng không? Con tôm kìa. Xin bay nhanh chưa? Dạ. À, sao? Xin nhỏ nhỏ thôi hả? Bay nhanh ơi, xin đục hào. Cốt nè. Ở trong đây nhóc nè. Đẹo nè. Nè, chị đạp. Nè, 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 nè. Nó mọc lên cây. Chết rồi sao? Sống. Đây nó nè, không phải dưới như này này nó sống sao chết được lú nó mà bóng còn chết nè, đừng nói gì mà không chết nè, để đó hồi chút lại xử ra. Ủa nhỏ mình có giỏ một đống rồi. Này mình đem về mình lấy ruột mà. Đâu có phải ăn đâu. Nè, bây giờ tới chị nè. Tụi em nghe cả nhà, nó em có một tay em khỏe. Một tay em khỏe hổng ra con. Một con rồi đó. Rồi. Văng cái thịt nó ra luôn rồi. Ừ. Thôi chạy vô trước đi. Đặt ở đâu, nó định đặt ở đâu mà nó ừ. Chạy vô gước đi. Rồi hãy đi đặt. Đó, ôi ôi, đèo ơi, nó bự.
một tay em vẫn rồi đầy mặt luôn. Lại luôn. À mày hả bưởi nè, nó bám vô đây ít rồi nãy nó cái ra theo một đều. Thấy chị Hằng không? Đó. Một tay nhưng làm nên sự nghiệp này, văng nữa nè, văng đầy tay đầu nè. Nãy chỗ kia đục ít không dám đục nhiều. Chỗ mình đục ít là cái này đúng không? Chỗ nào cốt ít thì đục nhiều một chút. Cốt nhiều quá. Cá bóng ở trong con hào. Tưởng cá này giống cá bóng. Ủa cá tự con hào vậy mới thấy vậy. Cái gì? Nè. Cái gì trời? Cái gì sao nó sẹp lép vậy? Ừ. Ở trong con hào á. Ngộ vậy, trong con hào chết rồi. Sẹp lép à? Ngộ vậy trời. Kìa. Ngộ luôn đó. Kìa đó, thấy con nó kìa. Đào coi coi. Thấy không? Đó, rớt ở dưới đó. Ừ. Chà bá luôn. Bùng lầy lội, bùng sình sình bùng đập đập khẽ nè. Đó. Đó. Thấy không? Đó. Ba con xíu đi đục hào là mình phải đi nước kém nè, nước như vậy nè thì đi đục mới được nha, chứ nếu mà để cái nước mà lớn á đục cực lắm. Cái này nó nằm ở trên trên, nó muốn hoa hồng ở trên nè. Hoa hồng là nó chết. Này hơi nhỏ. Đèo nó đi kiếm uống nước uống này.
hơn 20 kg á, trong cái chơi đâu 30 kg, nãy là trong kia là sách nặng à, lúc này cũng ruột hết sức, ruột ruột nó nhỏ rồi nè. Em quất một cục này đi ra 3 con luôn hả mẹ hả? Ừ. Tới rồi em rồi. Đi chỗ đó không đúng ta. Mới nói này có bơm nước xịt không? Xịt chút lấy gỗ anh lựa xịt. Ừ, chút nữa em xịt giùm chị đi nha, rồi có gì chị tách cho. Ừ, được ngon nè. Sâu quá nên đỡ hơn mấy đứa ngoài quá trời luôn rồi. Này còn mà mấy chục ký rồi nha, đúng không? 2 ký hơn á. Cái này là phải dùng máy xịt này. À, chỉ mua 1 ký cá thì hàng đam luôn. Đây là cá còn sống nha, cá ngon ghê không? Mới đi đổ lú với Nghĩa về nè. Giờ thằng làm cá này đặng gửi cho chị với tôm lông xộn á, chị cũng mua 1 ký cho nên chục thằng gửi luôn. Chiều qua gửi với 2 con cá mặn làm gòi nè. Ừ, nhìn ngon ghê không? Trời ơi, cái này ăn ngon lắm luôn. Cá này cái lông xộn nha. Thì làm thằng bán vậy nè, thì cả nhà có ăn thì gọi cho thằng, rồi thằng gọi cho thằng thì thằng làm sẵn nha. Nè, nhìn ngon ghê không? Cá tươi xanh tươi trong luôn á. Này cá mới nha, thì cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng. Này thì chị gửi, Hằng gửi lên cho chị Nga Lương á, thì chị mua cá này với 2 con cá muối mặn với 1 ký tép lộn xộn ha. Bây giờ Hằng ấy đằng chiều Hằng làm sẵn này, chiều Hằng gửi lên cho chị. Tôm này là nãy mới đi đổ lúa về cho em nghĩa nè. Bây giờ Hằng để cho nó đá đó, Hằng cho nó đông lại đặng cho nó tươi á. Đằng chiều nay Hằng gửi nè, thì cả nhà có ăn tôm lộn xộn gì thì gọi cho Hằng nha. Thì đủ thứ tôm nè, tôm bầu, tôm thẻ, tôm gì thì vậy đó. Thì cái này thì 1 ký, chị dặn 1 ký, thằng ấy 1 ký nè. Giờ thằng để vô tủ đông lại, thì nãy mới để tủ đông nè, dặn đổ ra nè. Thì cả nhà có mua thì gọi cho Hằng, số điện thoại của Hằng là 0869176296. Thì Zalo Facebook của Hằng đều xài số đó. Thì cá Hằng cũng có, cá ngát, cá chẽm bự 8 ký hoặc 10 ký gì đó, thì cả nhà dặn đi, khi nào Hằng có là Hằng gửi nha. Thì cá ngát thì lúc này có luôn. Thì tôm khô, rồi tôm khô, rồi tôm sú, nói chung ra là Hằng vẫn bán đủ thứ nha. Giờ Hằng xin kết thúc clip tại đây. Thì cả nhà đón xem clip cháu Hào của Hằng sau nha. Thì clip này thì clip đục hào. À, rồi Hằng xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau.